Một cú đá thẳng rất nguy hiểm và trọng tài cho trận đấu tiếp tục. Josep Oloya bên cánh trái là Vĩ Hào, người phạm lỗi là số 23 của Sông Lam Nghệ An Đinh Xuân Tiến. Đứng trước bóng đang là Thành Lộc cùng với Bùi Vĩ Hào. Nhiều phương án trong pha tổ chức đá phạt này. Một cú đá thẳng rất nguy hiểm và tỷ số là 1-0 cho cầu thủ BKB Bình Dương với một cú đá phạt đẳng cấp của Bùi Vĩ Hào. Quá hay, quá đẹp mắt. Vòng 5 của V-League đang chứng kiến một vòng đấu với rất nhiều những cú đá phạt đẹp mắt. Phạt rất đẹp mắt như ngày hôm nay. Bùi Vĩ Hào cũng có một cú đá phạt cực kỳ đẳng cấp. Quá khó khăn cho Văn Hoàng ở tình huống này. Câu lạc bộ BKB Bình Dương có bàn thắng mở tỷ số. Người ghi bàn là cầu thủ mang áo số 11. Dường như bóng đá hơi chạm vào hàng rào của Sông Lam Nghệ An và đổi hướng. Đá vào góc rất khó. Vào góc cực khó đối với Văn Hoàng. Bùi Vĩ Hào đã lập công. Trung vệ khổng lồ. Quý Ngọc Hải. Thứ nằm trong tầm kiểm soát của Dương. Nhưng hiệu quả mà BKB Bình Dương mang lại cụ thể hóa hơn trên bàn điện tử với sự xuất sắc của Bùi Vĩ Hào. Sông Lam Nghệ An đã tăng tốc khi tiếng còi bắt đầu thứ hai vang lên. Họ vẫn chưa thể có được điều mình cần, đó là bàn thắng. Này thì những cơ hội không rõ ràng. Lúc này thì trọng tài Trần Văn Lập đã đổi tiếng còi kết thúc trận đấu này. Kết quả cuối cùng của cuộc đấu sức này là 1-1.